Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn hãy cùng theo dõi với mình nha. Như các bạn thấy thì ở đây bé gái đang tặng quà cho bé trai đúng không nào? Và khi tặng quà chúng ta thường hay nói là Ano honokimochi desu dozo. Ano honokimochi desu dozo. À, đây là chút tấm lòng của tôi, bạn nhận đi. Ế, nan desu ka? Vì quá bất ngờ nên là bé trai đã hỏi lại, cái gì vậy? Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thêm một nghi vấn từ nữa, đó là nghi vấn từ nan. Danh từ wa nan desu ka? Nghĩa là danh từ là cái gì vậy? Chúng ta cùng đi đến ví dụ đầu tiên nha. Ở đây vì nhìn thấy bạn của mình đang viết vào cuốn gì đó mà bé trai không rõ lắm nên bé trai đã hỏi bạn của mình là Sore wa nan desu ka? Techo desu. Sore wa nan desu ka? Techo desu. Các bạn vẫn còn nhớ cách sử dụng của các đại từ kore, sore, are đúng không nào? Ở đây vì bé trai đang nói đến một đồ vật ở xa mình nhưng mà gần bạn của mình nên bé dùng là sore. Cái đó là cái gì vậy? Là sổ tay. Cùng đi đến ví dụ tiếp theo nè. Các bạn hãy thử điền vào hai chỗ trống này xem nha. Ii desu ka? Chúng ta cùng đọc nha. Are wa nan desu ka? Camera desu. Are wa nan desu ka? Camera desu. Ở đây vì đang nói đến một đồ vật ở xa cả hai người cho nên bé sử dụng are. Cái kia là cái gì vậy? Là camera. Còn ở ví dụ này thì sao các bạn? Bé trai đang bò đến gần cái đồng hồ và bé sẽ hỏi mẹ mình là các bạn đã điền xong chưa nè? Chúng ta cùng đọc nha. Mama, kore wa nan desu ka? Toke desu. Mama, kore wa nan desu ka? Toke desu. Nghĩa là gì các bạn? Mẹ ơi, cái này là gì vậy? Là đồng hồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hai minasan, sayonara, matakono yoroshiku negaishimasu.